Muốn biết mình sống thọ hay không, nhìn vào bốn đặc điểm này là biết. Quý vị thân mến, Khổng Tử từng nói, ngũ thập chi thiên mệnh, nghĩa là 5 tuổi thì có thể biết được mệnh trời, hiểu được các cảnh giới của đời người, đặc biệt là về sức khỏe. Bởi vì trước tuổi 45, chúng ta hầu như ai cũng khỏe mạnh, cơ thể chưa có nhiều sự thay đổi hoặc bị ảnh hưởng bởi sự lão hóa. Nhưng sau dấu mốc này, mọi thay đổi đều trở nên rất rõ ràng. Trước tuổi 45, hệ miễn dịch của cơ thể phát triển và phục hồi mạnh mẽ, trạng thái năng lượng luôn tràn đầy, tươi mới. Thì sau tuổi 45, các chức năng của cơ thể sẽ suy giảm, khả năng miễn dịch của bạn sẽ từ từ suy giảm và khả năng bạn bị bệnh sẽ tăng lên. Tuổi thọ về cơ bản luôn là niềm hy vọng của mọi người. Nhiều người có thể không cảm thấy ước mơ này trỗi dậy mạnh mẽ như vậy trước tuổi 45, bởi vì cuộc sống vẫn còn có một chặng đường dài để đi. Nhưng sau tuổi 45, về cơ bản, cuộc sống đã trở nên ổn định. Vì vậy, mong muốn về tuổi thọ cao sẽ vô cùng mạnh mẽ, trong khi bản thân chúng ta lại không thể đánh giá được cuộc sống của mình sẽ kéo dài được bao lâu. Thực tế cũng có nhiều người sẽ theo đuổi ước mơ về việc nâng cao tuổi thọ bằng mọi giá. Sau đây là những tiêu chí có thể giúp bạn đánh giá xem bản thân có thể may mắn thuộc về nhóm người có khả năng sống thọ hay không. Cùng lắng nghe và chiêm nghiệm quý vị nhé. 1. Ăn uống điều độ đúng cách, ngày 3 bữa bình thường. Thói quen ăn uống 3 bữa ăn một ngày có thể nói là nền tảng cuộc sống và tuổi thọ của chúng ta, bởi vì chúng ta cần bổ sung các chất dinh dưỡng và năng lượng cần thiết cho cơ thể để hoạt động bằng cách ăn đều đặn. Nhưng hiện nay, ngày càng có nhiều sự lựa chọn về thực phẩm khiến nhiều người thậm chí không biết nên ăn gì cho tốt, có lợi cho sức khỏe. Một số người còn không có thói quen ăn sáng, đây là một thói quen gây nguy hiểm cho cơ thể. Trước hết, bạn cần phải biết rằng bữa sáng phải ăn uống đầy đủ vì nó chịu trách nhiệm cung cấp hầu hết năng lượng trong một ngày. Bữa trưa nên ăn uống thật tốt để đảm bảo năng lượng cho các hoạt động vào buổi chiều. Bữa tối có thể nên ăn ít hơn vì khả năng tiêu hóa ở đường tiêu hóa và các cơ quan chuyển hóa và thận sẽ suy giảm tốc độ làm việc sau khi chúng ta đã ngủ. Do đó, những người có thói quen duy trì đúng 3 bữa ăn bình thường trong ngày về cơ bản là những người có nền tảng và điều kiện tốt để có thể sống lâu. Lời khuyên dành cho bạn là nên tập cho mình thói quen ăn uống đầy đủ chất, cân bằng, đúng giờ, đúng lượng, khoa học và lành mạnh. 2. Bụng phẳng không béo phì. Hiện nay, ngày càng có nhiều người bị thừa cân hoặc béo phì, đặc biệt là ở nhóm người trung niên và người sau tuổi 45. Ở giai đoạn này, vì cuộc sống đã tương đối ổn định, không còn phải lo lắng quá nhiều về cuộc sống và công việc như giai đoạn trước, nên sự thèm ăn sẽ tự nhiên xuất hiện. Điều này sẽ làm tăng gánh nặng lên các cơ quan khác nhau của cơ thể và cũng khiến cho hệ miễn dịch của cơ thể bị giảm sút nhanh chóng. Do đó, những người có bụng phẳng và không béo phì về cơ bản có thể là ứng cử viên cho nhóm người có tuổi thọ cao trong tương lai. Lời khuyên dành cho bạn là hãy cố gắng điều chỉnh chế độ ăn uống, duy trì lối sống lành mạnh và tập thể dục đầy đủ để giữ vòng bụng luôn trong trạng thái trung bình, không bị béo phì, thừa cân và mỡ bụng quá dày. 3. Nhịp tim đập bình thường. Sau 45 tuổi, nếu tốc độ đập của tim vẫn ổn định và nhịp nhàng, điều đó chứng tỏ cơ thể rất khỏe mạnh. Nhịp tim là tiêu chí phản ánh sự lưu thông của máu và sự phối hợp của các cơ quan khác nhau của cơ thể. Và đó cũng là dấu hiệu quan trọng và tiêu chí mấu chốt đánh dấu sự sống của con người. Tốc độ nhịp tim đập bình thường được duy trì ở mức khoảng 70-80 lần. Tim đập chính là dấu hiệu của sự sống. Lời khuyên dành cho bạn là nên chăm sóc tốt sức khỏe tim mạch để đảm bảo duy trì nhịp tim ổn định. 4. Duy trì được giấc ngủ ngon, ngủ sâu giấc. Ngủ ngon và đủ giấc không chỉ giúp tăng cường sức đề kháng của cơ thể, mà còn đảm bảo rằng tất cả các cơ quan của cơ thể có thể hoạt động tốt hơn, dù là ngủ vào ban đêm hay chỉ nghỉ trưa ngắn vào buổi trưa đều là điều rất quan trọng mà bạn nên cố gắng ưu tiên thời gian. Nếu bạn có thể ngủ sâu giấc hoàn toàn thì bạn có thể chắc chắn rằng mình sẽ là một người có khả năng có thể sống thọ lâu hơn những người gặp khó khăn trong vấn đề giấc ngủ. Lời khuyên dành cho bạn là nên đi ngủ đúng giờ, chuẩn bị điều kiện để có một giấc ngủ tốt, ngủ sâu và không suy nghĩ, không mang công việc và sự lo lắng vào phòng ngủ.
người ngủ tốt là một trong những tiêu chí giúp bạn có cơ hội sống thọ hơn. Quý vị thân mến, xã hội ngày càng hiện đại, mức sống dần được cải thiện. Người ta bắt đầu quan tâm nhiều hơn đến sức khỏe và tuổi thọ khi không còn phải quá lo về cơm áo gạo tiền. Bất kỳ ai trong chúng ta cũng đều mong muốn có được một sức khỏe dồi dào cùng trí não minh mẫn, sáng suốt dù thời gian có trôi qua. Tuy nhiên, trong xã hội ngày nay, đại đa số mọi người đều có thói quen ăn uống không khoa học, thường xuyên thức khuya và ít vận động. Những thói quen xấu này sẽ dẫn đến thể trạng kém, ảnh hưởng đến sức khỏe và dẫn đến việc tuổi thọ bị rút ngắn. Vì vậy, nếu muốn sống lâu, trước hết phải duy trì lối sống lành mạnh. Sau đây là 3 thói quen trường thọ được ví như liều thuốc miễn phí tốt nhất thế giới, giúp mọi người khỏe mạnh, ít bệnh tật và sống lâu hơn. 1. Nước là yếu tố đầu tiên của tuổi thọ và liều thuốc tốt nhất là uống đủ nước. Nước không chỉ là sự sống con người mà nó còn là yếu tố đầu tiên quyết định tới tuổi thọ. Rất nhiều bệnh tật sinh ra do cơ thể thiếu nước. Cùng với sự gia tăng của tuổi tác, các chức năng trong cơ thể đều suy giảm. Điều này dẫn đến hiện tượng thường xuyên bị mất nước nhưng không khát nước. Nếu không được bổ sung nước kịp thời, sức khỏe có thể ảnh hưởng từ nhẹ đến nặng. Ở mức độ nhẹ, thiếu nước gây ra những biểu hiện khó chịu như cơ thể mệt mỏi, buồn ngủ, đau đầu, chóng mặt, táo bón, thay đổi tâm trạng, dễ cáu gắt, tăng sự lo lắng, chuột rút, đau khớp, ảnh hưởng về ngoài như mắt trũng, da nhăn nheo. Về lâu dài, tình trạng thiếu nước ở mức độ nặng hơn sẽ khiến bạn có thể bị sốt, huyết áp thấp, nhịp tim nhanh, mê sảng, bất tỉnh, tiêu chảy nặng hoặc nôn. Thậm chí nghiêm trọng hơn, cơ thể có thể bị chấn thương nhiệt, sưng não, động kinh, sốc giảm thể tích, suy thận, hôn mê và tử vong. Do đó, ngay cả những người khỏe mạnh và trẻ tuổi nói chung cũng cần hình thành thói quen tốt là uống nước thường xuyên, có điều độ để tăng lượng nước hấp thụ. 2. Giấc ngủ là thực phẩm bổ sung tốt nhất trên thế giới. Hãy ngủ ngon mỗi ngày, bệnh tật sẽ không đến với bạn. Giấc ngủ là một trong những cách đơn giản và hiệu quả nhất để duy trì sức khỏe. Ngủ không đủ giấc có thể khiến bạn có làn da khô ráp, dễ lão hóa, vết thương trên da cũng khó lành hơn. Đồng thời, thiếu ngủ trong tình trạng kéo dài cũng làm tăng nguy cơ bị rối loạn nhịp tim, tăng huyết áp, nhồi máu cơ tim, tiểu đường, đột quỵ dẫn đến tử vong. Ngủ không đủ giấc cũng sẽ làm tăng nguy cơ mắc bệnh ung thư. Một giấc ngủ ngon có thể loại bỏ sự mệt mỏi của toàn bộ cơ thể, để thần kinh não bộ, hệ nội tiết, quá trình chuyển hóa chất, hoạt động của tim mạch, chức năng tiêu hóa, hô hấp đều được nghỉ ngơi đầy đủ. Từ đó, giấc ngủ có thể thúc đẩy sự sinh trưởng và phát triển của các mô cơ thể và tự phục hồi, tăng cường chức năng miễn dịch và cải thiện khả năng chống lại bệnh tật. Đây là điều quan trọng đối với sức khỏe. 3. Đi bộ là liều thuốc trường sinh tốt nhất, lại không tốn kém đồng nào. Đi bộ đã được Tổ chức Y tế Thế giới công nhận là bài tập thể dục tốt nhất trên thế giới, được các hiệp hội tim mạch và các chuyên gia ở nhiều quốc gia khuyến khích. Đây trở thành bài tập chăm sóc sức khỏe phổ biến nhất trên thế giới. Tổ chức Y tế Thế giới đã chỉ ra rằng môn thể thao này đơn giản, dễ thực hiện và có tác dụng tốt cho thể chất cả người lớn và trẻ nhỏ. Theo trang Bosky, đi bộ hàng ngày sẽ giúp cải thiện sức khỏe của bạn khi các cơ hoạt động, đốt cháy calo, giảm căng thẳng. Đặc biệt, đi bộ còn giúp bạn giảm cân, giảm huyết áp. Đi bộ là một bài tập cường độ thấp, có thể giúp giảm cân và giảm mỡ bụng. Như vậy, với 3 thói quen trường thọ tốt nhất thế giới kể trên, mọi người hoàn toàn có thể cải thiện nền tảng sức khỏe của mình, giúp gia tăng tuổi thọ về lâu dài. Khi chứng kiến những thay đổi tích cực của cơ thể, chúng ta sẽ có thêm động lực để kiên trì xây dựng những thói quen lành mạnh mới cho cuộc sống.